Rồi, ở trong cái buổi ngày hôm nay á, thì các bạn đã đọc cái nội dung của cái video này thì các bạn cũng đã biết rồi ha, cũng như là cái tiêu đề ha. Cái tiêu đề thì chúng ta có để rõ luôn á, là chúng ta sẽ blend màu hiệu ứng là vintage cho ảnh chân dung ha. Và ảnh chân dung thì là cái gì thì anh em biết rồi, không nói lại nữa. Nhưng mà màu vintage, à quên 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 phải giới thiệu cho anh em, ví dụ như là cái kết quả ngày hôm nay có thể chúng ta sẽ làm ra như thế này ha. Đây là cái ảnh nãy mình làm thử ha, nó mình làm thử thì nó cũng ra khá ổn. Và tất nhiên là cái kết quả cuối cùng của buổi livestream này chắc chắn nó không giống đâu, bởi vì mình không có bao giờ mình nhớ những cái thông số ở trong đầu cả, mình đơn giản là kéo và kéo màu thôi, khi nào thấy đẹp thì thôi ha. Rồi, ok, rồi hãy tag bạn bè vô đây, bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để có thể bàn bàn luận với nhau hả. Rồi, ở đây thì mình sử dụng stock của anh Trung ha, anh Trung Anh ở bên Sony ha. Và đây thì nãy mình đã mở sẵn cái stock này, thì bây giờ mình chỉ đơn giản là mở lại thôi hả. Và đây là một cái buổi thứ mấy rồi nhỉ, nếu mình nhớ không nhầm thì đây là buổi thứ tư thứ năm gì đó mình gặp được anh em rồi. Thành ra là nếu như có anh em nào đã từng coi ở những cái buổi trước thì các bạn cũng sẽ biết đã set raw à, mình reset nó lại vậy đã ha, mình reset nó lại đã. Reset ở đâu nhỉ, internet reset, reset rồi, ok, ôi mặc định nó đã là như vậy rồi. A1 đây anh em, hình này chụp bởi Sony A1 này, hàng xịn sò 100 triệu đó, không phải dạng vừa đâu. Rồi thì trước khi vào cái việc blend màu thì chúng ta cần phải hiểu rõ rồi đó. Nếu như các bạn đã coi cái buổi livestream trước thì mình cũng có đề cập với anh em về cái flow để chúng ta có thể blend màu được ha. Cái chuyện blend màu ra ảnh vintage hay là tạo cái hiệu ứng vintage, mình nói thật là nó không quá khó ha, không quá khó. Thậm chí là anh em có thể coi ở trên những kênh YouTube, ví dụ kênh YouTube của mình chẳng hạn như vậy, hoặc là những kênh YouTube nước ngoài thì cũng có rất là nhiều video hướng dẫn về cái chuyện là chúng ta làm cái hiệu ứng vintage, gọi là ảnh cổ điển, nó ảnh cổ điển hoặc là ảnh ảnh chụp bằng máy chụp phim kiểu như vậy. Những cái phim máy kiểu sạch sạch hồi xưa xong cái phải thay phim, bỏ cuộn phim ra kiểu như thế đó, thì mình cứ gọi chung đó là màu kiểu phong cách vintage ha, hoặc là retro, nó cũng gần gần như nhau thôi đó. Rồi thì ở đây á, cái chuyện là chúng ta blend màu như mày nói rồi đó, nó không phải là khó. Tuy nhiên cái vấn đề chính á là các bạn cần phải đặt câu hỏi trong đầu các bạn á, tại sao các bạn muốn làm hiệu ứng này cho ảnh của các bạn hả. Như bữa trước là mình có nói về cái cách chúng ta làm màu trong trẻo rồi nè, rồi màu tây nè, màu vintage này nè, xong rồi nó màu hàn nhật kiểu như thế, có một vài cái style thì mình cũng đã nói tới. Thì ở đây á, mình muốn nhắc lại một chút thôi, nếu như các bạn nào chưa coi cái buổi livestream trước thì cái việc mà chúng ta chọn một cái phong cách ảnh, một cái phong cách màu nào đó cho ảnh thì nếu được tốt nhất á, thì nó sẽ bắt đầu khi mà các bạn bắt đầu chụp hình luôn để nó hợp nhất ha. Còn ví dụ như là trong trường hợp này đi, ví dụ như ảnh này của anh Trung Anh chụp chẳng hạn như vậy, nếu như xác định ngay từ đầu là cái ảnh này sẽ làm vintage thì sẽ không có cái chuyện mà mình để anh Trung Anh cho người mẫu mặc áo len như này đâu. Có thể nó sẽ là một cái áo kiểu áo phông, kiểu áo phông kiểu may ô hồi xưa kiểu như vậy đó, thì lúc đó chúng ta làm theo cái bối cảnh màu vintage thì nó sẽ đẹp nhất ha. Ok, hello Trần Minh nha, fan cứng. Rồi, tuyệt vời bạn ơi. Tag bạn bè vô nha. Rồi, đó, lâu lâu cho lợi dụng tí. Rồi, quay trở lại ha. Cái nếu như mà chúng ta có thể xuất phát ngay từ đầu khi chúng ta chụp hình, chúng ta có thể set up cho người mẫu của chúng ta đó là mặc những cái bộ đồ, những cái bối cảnh mà mặc mặc cái bộ đồ, hoặc là chọn những cái bối cảnh nó kiểu hồi xưa hơn thì nó sẽ đẹp hơn ha. Bởi vì hồi xưa thì mấy ai mà mặc áo len mà còn họa tiết kiểu như này được ha. Hồi xưa thì ở chắc cũng có cái kiểu dây này, nhưng mà nếu 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 được thì nó sẽ thay bằng một cái dây kiểu mà cái bóng mà nó dài tới chừng một đốt ngón tay á ha, chứ không phải là cái bóng led này đó, thì kiểu như vậy ha, kiểu như vậy thì lúc đó chúng ta làm cái hiệu ứng này nó sẽ đồng bộ từ màu cho tới ảnh luôn. Còn ở đây thì chúng ta tạo một cái hiệu ứng cho ảnh này thì nó cũng chẳng sao cả ha. Rồi
Hồi nãy mình có nhận được một câu hỏi, đó là bạn Lương Thành xin hỏi những đặc trưng cơ bản của màu vintage hả? Rồi thì hồi nãy là mình có nói tới cái chuyện setup bối cảnh rồi, đó là cho người mẫu mặc áo rồi, cho thì tất nhiên là phải mặc áo, nhưng mà ý là mặc áo hồi xưa đó, kiểu cái phong cách hồi xưa, rồi chọn bối cảnh hồi xưa ha. Còn về vấn đề màu sắc hoặc là về hiệu ứng ha, màu sắc và hiệu ứng hai cái khác nhau nha. Cái màu sắc của chúng ta á, thì có những cái đặc trưng theo kiểu là các bạn hình dung là một cái phim hồi xưa á, thì nó không thể nào tái tạo màu thật như là với những cái ảnh kỹ thuật số, những cái sensor như hiện tại được, mà nó sẽ sử dụng cái phim, cái cuộn phim đó. Thì lúc đó mỗi cái cuộn phim nó sẽ có một cái bản màu đặc trưng, những có những cái color science đặc trưng, có những cái kiểu khoa học màu đó, kiểu kiểu cái phối màu rất là đặc trưng, ví dụ như là của hãng N hoặc là hãng Fuji chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ có cái kiểu gam màu xanh hoặc là gam màu đỏ, nó sẽ chênh lệch nhau kiểu như thế. Thì đa phần nó sẽ không bao giờ cho chúng ta được cái gam màu thật như là mắt mình nhìn, rất ít trường hợp ha, mà đa số những cái màu mà dạng như là màu 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 mình hay nói mình hay gọi là màu màu sơ cấp đó ha, red green blue đó, ba màu đó đa phần nó sẽ bị lệch đi khá là nhiều. Ví dụ như là màu xanh lá cây thì nó sẽ chuyển sang màu xanh xanh cyan một tí thôi, nó pha thêm màu xanh cyan một tí và nó sậm lại. Màu đỏ thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ đô, màu đỏ tươi nó chuyển sang màu đỏ đô, rồi màu xanh dương thì nó sẽ chuyển sang màu xanh cyan một chút. Màu xanh cyan là cái màu màu nào nhỉ? Đây đây, cái kiểu màu aqua trộn với lại màu green á, đó kiểu như thế ha. Thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác kiểu như vậy ha. Và thứ hai nữa đó là màu sắc rồi ha. Thứ hai nữa là về cái contrast, về ánh sáng thì nó sẽ hơi bị mất, nó hơi hơi nó sao nó không có đủ cái độ contrast, không đủ độ tương phản như là với kỹ thuật số hiện tại được, mà nó sẽ có cái độ tương phản tương đối thấp ha. Thứ thứ ba nữa đó là hiệu ứng ha. Hiệu ứng ở đây thì nó sẽ tới từ hai vấn đề. Thứ nhất á là noise ha. Hồi xưa cái máy ảnh kỹ thuật số cái máy ảnh kỹ thuật số nó chưa có, và chúng ta sử dụng máy phim á, thì cái ISO hoặc là thời đó là hình như là ADA, là ADA, thì nó sẽ có cái tạo ra cái độ nhiễu ảnh tùy theo cái bộ cái phim ha, nó tạo ra một cái hiệu ứng nhiễu ảnh nó khá là hay. Tất nhiên không phải lúc nào cũng có, tuy nhiên là khi các bạn chụp ở những cái phần thiếu sáng á thì cái noise nó xuất hiện lên cũng tương đối ha. Và cái tiếp theo nữa về hiệu ứng đó là những cái ví xước cái những cái yếu tố thời gian, và cái cuối cùng nữa là vấn đề bị cháy hình. À, cháy hình bởi vì một cái vấn đề các bạn hình dung đơn giản thôi. Hồi xưa mà chụp bằng máy phim á, đâu có dễ gì mà cân 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 bằng sáng tối nó tốt như hiện tại được, mà nó sẽ có những lúc nó bị quá sáng, có những lúc nó bị quá tối kiểu như vậy. Thì đó thì chúng ta cũng nương theo những cái đặc điểm như thế để chúng ta có thể tạo ra cái hiệu ứng chung, và chúng ta đặt tên là vintage hoặc là retro ha, từ cái yếu tố bối cảnh này, từ yếu tố màu sắc này, màu sắc ánh sáng này, và cái yếu tố cuối cùng là hiệu ứng ha. Và ở trong buổi ngày hôm nay mình sẽ đi từng bước như vậy luôn, tất nhiên là trừ cái phần bối cảnh ra, bởi vì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn về chỉnh hình thôi, không hướng dẫn về chụp hình, thành ra chúng ta không set up bối cảnh nào chụp ở đây bây giờ cả ha, mình sử dụng hình của anh chụp anh luôn ha, cho nên là cái phần bối cảnh thì nó hơi đó, nó kiểu vậy. Nó không có mặc đồ hồi xưa, cũng không có bối cảnh hồi xưa thì cũng chẳng vấn đề gì cả, quan trọng là chúng ta tạo được ra được cái màu vintage là hạnh phúc rồi ha. Rồi ok, thì quay trở lại một chút, đó là cái lý do tại sao chúng ta chọn cái gam màu này. Nếu như các bạn muốn cái hình của các bạn nó có một cái bối cảnh nó hơi hoài cổ một chút ha, kiểu như vậy, các bạn kiểu hơi 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 già một tí kiểu như thế, có cái độ tuổi gọi là độ tuổi sinh học nó hơi già một tí, không phải tuổi thật nha. Thì ví dụ như mình kiểu như thế, thì mình cũng khá là thích những cái style kiểu kiểu cái màu nó hơi cổ điển kiểu như vậy, kiểu như là nhìn vô mặc dù có thể là hình rất là vui, nhưng mà nhìn vô nó vẫn cho các bạn một cái cảm giác khá là lắng đọng kiểu như thế, nó hơi xưa và nó có vết dấu vết thời gian ở đó. Thì nếu như các bạn muốn tạo cái cảm giác đó cho người xem thì các bạn thêm vào, còn không ví dụ như là hình này đi, thì thực ra cái hình này nếu các bạn làm cái kiểu màu trong trẻo á thì nó sẽ hợp hơn rất là nhiều, chứ không mấy ai mà tự dưng mà làm màu vintage hay là làm hiệu ứng vintage với cái hình này cả.
Nhưng mà ở đây mình sẽ tạo, bởi vì mình đang muốn tạo cái cảm giác đó cho người xem ha, nhìn vô cảm giác là tự nhiên cảm giác tự nhiên đặt lên câu hỏi là tại sao Giáng sinh bây giờ nó lại khác Giáng sinh hồi xưa thế vậy, không giống như là cái Giáng sinh mà cái hồi mà mình độ chừng 5-6 tuổi kiểu như thế. Nó tạo ra cái sự so sánh hồi tưởng về thời xưa của người xem, thì lúc đó chúng ta tạo hiệu ứng này. Ok ha. Rồi, thì đó là mình hướng dẫn các bạn về vấn đề là lý do tại sao mà mình chọn cái style màu này cho hình của các bạn ha, hoặc là các bạn lý do tại sao các bạn chọn vào đó. Và như mình nói rồi đó, cái quan trọng nhất á ở trong cái việc chúng ta blend màu á không phải là quá trình chúng ta làm, mà là một phần tương đối lớn đó là về cái vấn đề á, là các bạn muốn tạo cảm giác gì cho người xem ha. Chứ còn nếu như các bạn cảm giác hình này muốn nhìn người ta nhìn thấy vui tươi một chút thì các bạn làm màu trong trẻo. Các bạn có thể coi những cái video trước ở trên fanpage Sony Alpha Việt Nam, các bạn có thể kéo xuống ở phần video đó, các bạn tìm lại cái video mà mình hướng dẫn các bạn blend màu trong trẻo ở trên này ha. Còn bây giờ mình sẽ tiến hành vào trong cái mục tiêu chính của chúng ta. Nãy giờ mình giải thích như vậy thì không biết là các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Nếu các bạn hiểu rồi hãy nhấn comment số 1 cho mình biết là các bạn đã hiểu ha. Thì nếu như bạn còn thắc mắc, thì hãy comment đặt câu hỏi để mà mình còn giải đáp nữa ha. Như là Lương Thành hồi nãy thì bạn có đặt câu hỏi đó là những đặc trưng cơ bản của màu vintage thì mình đã có giải đáp rồi, thì không biết là bạn Lương Thành bạn cảm thấy ổn hay không ha với câu giải đáp của mình. Và thực ra nó là một cái nội dung ở trong buổi livestream, và tất nhiên rồi blend màu thì nó phải có mục đích, chứ còn blend màu mà kiểu ngồi mà kéo ai cũng làm được thì chẳng nói làm gì ha. Và quan trọng ta cần biết được chính xác chúng ta muốn làm cái gì và nó có những cái đặc điểm nào để chúng ta tạo ra được, và lúc đó chúng ta sẽ có một cái bức ảnh gọi là đẹp theo ý kiến cá nhân của người làm, ít nhất là như vậy ha. Rồi ok rồi, nếu các bạn không có câu hỏi nào thì vô luôn hả. Rồi chúng ta vẫn có những cái bước làm khá là đơn giản thôi ha. Đầu tiên nó sẽ là chúng ta phải qua những cái bước, không biết các bạn nào đã coi những video trước đó ở trên livestream của Sony Alpha đó, thì chúng ta có những cái bước sau, đó là chúng ta sẽ gọi là color correction, chúng ta hiệu chỉnh lại cái ảnh của chúng ta làm sao nhìn cho nó hợp mắt nhất ha, hợp mắt nhất và nó rõ ràng nhất, đại khái là chi tiết nào cũng có là color correction ha. Bước thứ hai là chúng ta mới tới cái bước là tạo ra hiệu ứng màu ha, và bước thứ ba chúng ta sẽ thêm hiệu ứng vô để mà thêm hiệu ứng về hiệu ứng hình ảnh đó, để chúng ta làm cho bức ảnh của chúng ta nó đúng chất vintage hơn thay vì chỉ là màu ha. Rồi ok, thì mình hy vọng câu trả lời của mình là làm cho bạn Lương Thành cảm thấy thỏa mãn ha. Đó rồi ok rồi, chúng ta cùng tới với bước đầu tiên nhá, đó là cái bước chúng ta sẽ làm color correction, là chúng ta hiệu chỉnh lại cái ảnh của chúng ta cho nó gọi là ngon lành nhất ha. Rồi exposure ở đây thì khá là chuẩn màu rồi, A1 mà anh em, Sony A1 mà, nó nhiều khi nhắm mắt bấm nó cũng chuẩn đó chứ đừng nói. Ok, ở đây highlight thì mình sẽ giảm xuống chút, shadow mình lấy lên, bởi vì các bạn có thể thấy là cái phần tóc á, nó có chi tiết rất là nhiều, đây, nó chi tiết rất là nhiều, đầy ở trong mình luôn này, nhưng nó hơi tối, thành ra là mình muốn lấy nó lên, rồi. Tiếp theo nữa phần white thì ở đây mình cảm thấy cái histogram ta khá ổn rồi, thành ra là mình cũng không có hiệu chỉnh gì quá nhiều ha. Mình có thể đẩy nhẹ lên để chúng ta có thêm một chút cái phần cháy sáng nhẹ ở đây đó. Phần shadow tương tự như vậy, mình cũng muốn có một tí phần cháy, nhìn vậy nó mới tự nhiên, chứ còn ảnh hoàn hảo quá thì cũng không có vui kiểu thế. Rồi vibrant mình đẩy nhẹ lên một tí ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xuống tới cái phần optic. Optic mình sẽ bật cái remove chromatic aberration. Tuy nhiên mình sẽ tắt cái use profile correction. Lý do là bởi cái use profile correction này nó sẽ tự động đó. Ví dụ như nó xác định được đây là anh Trung anh đang xài một cái lens là Sony FE G50 f/2.5. Thì nó sẽ tự động nó sửa hết những cái lỗi của cái lens, thành ví dụ như là nó bỏ đi cái phần viền tối này, nó bỏ đi những cái này những cái kia, thành ra là mình không muốn bỏ, mình muốn giữ lại cái hiệu ứng của cái lens đó. Tối thiểu thì ví dụ như là những cái bức ảnh mà nó có cái ống kính mà nó hơi cổ một tí kiểu như vậy, ám ảnh xưa kiểu thế, cái ống kính mà có bạn nào mà chơi những cái ống kính gọi là ống kính MF á, ống kính quay tay đó, thì nó sẽ có cái viền viền tối khá là
khá là nhiều, chứ nó không giống như kiểu mấy cái lens xịn sò như kiểu thời nay. Thì lúc đó cái hiệu ứng như vậy nó sẽ làm cho bức ảnh của ông ta nhìn nó vintage hơn, bởi vì ảnh hồi xưa nó thế, bắt chước theo mà ha. Rồi, optics xong ha, thì mình sẽ tới với cái detail. Đây, detail ở đây. Sharpening mình tăng nhẹ lên ha. Noise reduction mình khỏi tăng cũng được. Tuy nhiên ở cái sharpening, này khi các bạn tăng cái sharpening thì nhớ tăng cái masking. Lý do tại sao? Đây, các bạn đè phím Alt+S, các bạn sẽ thấy đây, đây là mặc định khi chúng ta không có tăng masking, và đây là khi chúng ta có tăng masking. Phím Alt+S là phím Alt đó nha. Phím Alt đó các bạn đè lên đó, và khi các bạn kéo lên các bạn sẽ thấy cái phần màu trắng là những cái phần mà camera raw nó sẽ tăng nét ha. Thành ra là tăng nét đúng vào phần nét thôi, chứ những cái phần mà như này rồi ở đây nữa thì tăng để làm gì đâu, đúng không? Đó, nó tự nhiên nó tạo noise cho bức ảnh chúng ta, không để làm gì cả. Rồi, thu gọn lại đó, ok ha. Rồi, ở đây thì chúng ta không có bầu trời, thành ra nó cũng đỡ. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn gọi là hiệu chỉnh về phần bầu trời nữa thì các bạn có thể sử dụng Camera Raw 14 để chúng ta có một cái công cụ masking tạo ra mặt nạ đó ở ngay trong Camera Raw luôn. Đó là Select Subject và Select Sky. Thì nếu như các bạn có cái hiệu ứng có bối cảnh mà chúng ta có cả phần bầu trời thì chúng ta có thể sử dụng cái masking này để các bạn có thể đi hiệu chỉnh thêm ha. Tuy nhiên trong bước này thì nếu như các bạn nào hỏi thì mình sẽ trả lời thêm về cái masking này sau, còn không bạn nào hỏi thì thôi bỏ qua ha. Rồi. Ok, geometric thì mình không chỉnh gì thêm, effect mình cũng không chỉnh gì thêm ha. Ok, hello bạn Hiệp Đỗ nha. Rồi, và chúng ta vừa làm cái post gọi là post gì rồi, color correction xong ha. Color correction xong thì bây giờ mình sẽ hiệu chỉnh tiếp về cái chuyện là style màu ha. Cái style màu đó mình muốn làm cho nó hơi vintage cho một tí ha. Rồi, ở đây á, để làm cho nó vintage hơn, các bạn có thể để ý xuống cái phần color mixer ha. Color mixer, nếu như các bạn nào sử dụng những cái phiên bản Camera Raw bản thấp hơn hoặc là Lightroom bản thấp hơn. À quên, mình quên nói là cái phần phần hiệu chỉnh trên Camera Raw này, nếu như các bạn sử dụng Lightroom nó cũng tương tự giống 100% nha. Ở đây mình đang sử dụng phiên bản là Camera Raw 14.0.1 là phiên bản mới nhất. Thì ở phần Color Mixer này, nếu như các bạn sử dụng phiên bản cũ, nó sẽ có tên là HSL ha, HSL hả. Rồi, Color Mixer ở phần Hue ha, và chúng ta sẽ thay đổi những cái gam màu như hồi nãy mình có nói đó, màu đỏ này, màu xanh lá cây, màu xanh dương ha, thì chúng ta có thể đi hiệu chỉnh được. Phần Red mình sẽ đẩy nhẹ lên màu cam một tí bởi vì nó bị lệch mà. Orange mình có thể tăng giảm, các bạn để ý Orange thì nó liên quan tới vùng da khá là nhiều đó, thành ra là các bạn có thể tăng giảm làm sao đó để các bạn thấy cái phần da của mình á nó hồng hào lên một tí là được rồi ha. Phần xanh lá cây mình sẽ đẩy xanh lá cây lên để mà cho cái green của chúng ta đó. Mặc định thì green nó như này, nếu các bạn giảm nó sẽ kéo cái green, cái thanh hue đó, các bạn có thể coi cái bánh xe màu đó, thì ở green mình sẽ đẩy nó sang màu cyan nhiều hơn để chúng ta có cái màu xanh đây, màu xanh nó hơi nhựa như này này đó. Rồi khi các bạn chỉ kéo cái green không thì nó sẽ có cảm giác nhựa, nó là như vậy. Đây mặc định lúc đầu này ha, các bạn có thể giảm xuống cũng được hoặc là tăng lên, nếu giảm xuống thì nó ra hình thật, còn nếu tăng lên thì nó sẽ cho cảm giác hơi nhựa nhựa một tí. Nhưng mà vintage mà, hồi xưa làm gì có cây thông mà nó xịn sò mà màu nó giống thật như bây giờ đâu. Thành ra là các bạn cứ đẩy lên cho mình, bởi vì chúng ta đa phần những cái màu vintage thì cái style nó thường như vậy ha, thường thường nó là như vậy. Rồi, blue thì các bạn có thể chuyển, ở đây không có cái màu blue nào để mình thấy hết cho nên là thôi khỏi chỉnh. Nếu như các bạn có phần màu xanh da trời thì các bạn có thể giảm cái màu blue xuống một chút để nó tiến về gần cái màu cyan như hồi nãy mình có nói đó. Thì ở đây ví dụ như là các bạn muốn tạo ra một cái preset mà dùng cho nhiều trường hợp ha. Ví dụ như các bạn nào thích tạo ra những cái preset mà có thể dùng được cho nhiều trường hợp. Ví dụ như là mình thì mình chuyên làm preset để mình bán, thành ra là những cái preset mà mình làm đó đa phần thì mình cũng muốn dự trù trước. Ví dụ như là hình này có thể mình đang thao tác đang làm ở trên một cái hình chụp ở trong nhà. Tuy nhiên thì mình cũng phải tính tới chuyện là nếu như preset này mà áp dụng cho hình ở ngoài thì nó có vấn đề gì hay không. Ví dụ như ở đây, hình này chụp trong nhà không có bầu trời. Tuy nhiên nếu như hình này mà chụp ở ngoài trời, chúng ta có cái phần bầu trời đó, thì lúc đó mình sẽ cần là cái phần bầu trời nó chuyển thành màu cyan. Thành ra ở đây mình làm sẵn luôn ha, mặc dù ở đây không có bầu trời. Tuy nhiên phần blue mình sẽ giảm xuống để chúng ta chuyển cái màu blue
màu 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 xanh dương đó nó chuyển sang màu cyan sẵn ở đó. Thì nếu như các bạn save, các bạn lưu cái tùy chỉnh này thành một cái preset, các bạn có thể dùng được cho cả trường hợp là ở trong nhà hoặc dùng được luôn cho cả trường hợp ở ngoài trời và không cần phải tinh chỉnh lại nhiều. Đó, đó là cái kinh nghiệm của mình. Một vài kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi, lâu lâu mình chia sẻ vậy. Đó. Rồi Purple với Magenta thì hầu như không có ảnh hưởng gì nhiều, thành ra mình cũng không đổi ha. Đổi nhiều chi cho nó lỗi. À, đổi ít thôi. Rồi, ở hue thì mình chỉnh xong rồi nha. Ở cái phần thanh hue này á thì nó sẽ giúp các bạn, nếu như các bạn nào chưa biết thì hue này nó sẽ có tác dụng là nó thay đổi màu ở trong hình và nó sẽ làm cho ảnh của bạn, các bạn có thể coi ở trên cái bánh xe màu đó, chúng ta sẽ tùy chỉnh cái màu nguyên bản đó, nó chuyển nó chuyển thành một trong hai màu kế cận, nếu như các bạn có thể tăng hoặc giảm để nó chuyển, để nó thay đổi màu ha. Nói chung là cái color mixer này nó sẽ làm thay đổi màu ở trong ảnh, màu có sẵn nha, chúng ta không phải thêm vô ha. Rồi saturation thì chúng ta sẽ thay đổi cái phần saturation là độ bão hòa của màu ha, dùng tiếng Anh riết rồi có một số từ gọi là chuyên ngành của mình quên mất tiếng Việt luôn. Saturation đó là bộ độ bão hòa ha. Rồi ở phần độ bão hòa này thì ở phần red mình sẽ giảm nhẹ đi, đa phần màu thì mình cũng đều giảm được cái màu orange, nếu như các bạn giảm xuống màu cam đó, màu orange thì giảm xuống thì cái phần màu da của chúng ta nó sẽ nhạt nhạt bớt dần, thành ra là giảm ít cái màu orange xuống một chút ha, giảm màu cam ít thôi, đừng giảm nhiều quá, giảm nhiều nhất là màu green. Mình muốn cái màu green của mình á khi mà nhìn vô á nó có cái cảm giác nó hơi trầm xuống một chút, bởi vì nếu nếu như nó tăng như này này, hồi nãy mình mới thay đổi cái màu xanh 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 gọi là xanh dựa, xanh lá cây và chúng ta chuyển sang màu cyan thôi thì nó đã có cảm giác nhựa rồi, mà ở cái phần saturation độ bão hòa này các bạn còn tăng lên nữa, nhìn nó còn nhìn nó còn giả tạo hơn nữa, thành ra các bạn hãy giảm cái green này xuống đó để chúng ta có một cái màu nó hơi chậm chậm như thế này, khá là đẹp đúng không? Đây là mặc định này, đây là sau, trước sau đó, trước sau ha. Rồi rồi ở phần aqua và magenta, phần blue mình cũng giảm bớt, purple mình có thể giảm nhẹ thôi bởi vì nó không có, thành ra cũng ít khi nhìn thấy. Rồi luminance thì nó là tăng cái độ sáng ha, vì cái red mình sẽ giảm nhẹ hoặc tăng tùy các bạn ha. Cái gu màu nào các bạn cảm thấy phù hợp. Nếu như một cái kinh nghiệm nhỏ thôi, nếu như hình của các bạn có nhiều màu đỏ thì theo mình thì nên tăng sáng lên, tăng cái luminance của màu red lên. Để chi? Để cho cái hình của các bạn nó đừng có nặng nề quá ha, bởi vì nếu như hình của các bạn có nhiều màu đỏ mà các bạn còn làm cho màu đỏ nó thành đỏ đô, đỏ nặng á thì cái hình của các bạn tự nhiên cảm giác nó rất là nặng nề và rất là tùy gu ha, tùy gu. Còn đối với gu của mình thì mình muốn nó nhẹ nhàng thôi, vừa vừa thôi, đừng nặng quá, nó nặng con mắt người xem lắm, đừng hành hạ người xem, tội tội họ ha. Rồi orange thì nó thiên về màu da nhiều á, cho nên là mình sẽ tăng cái luminance orange lên tí đó, tăng lên này. Các bạn sẽ thấy cái phần màu da của chúng ta nó sáng hơn hả, vừa blend màu và vừa chỉnh da được đây anh em hả, để ý chút xíu thôi là nó khác bọt liền à. Rồi yellow mình tăng sáng nhẹ lên hả, green thì mình sẽ hồi nãy là mình giảm sáng rồi, đây mình giảm nhẹ hả, còn blue thì mình sẽ tăng sáng lên để lỡ như có một cái gọi là có ảnh mà chụp ngoài trời đó thì cái phần bầu trời của chúng ta nó sẽ không có bị nặng nề ha, mình muốn mọi thứ nó nhẹ nhàng thôi. Bản chất cái màu vintage là nó đã cho cái cảm giác các bạn cảm thấy hơi hồi tưởng rồi và mình sẽ muốn là người xem người ta hồi tưởng lại cái chuyện gì nó vui vui tí, chứ đừng hồi tưởng lại cái chuyện gì nó nặng nề, nó có thể nó đem lại những cảm xúc tiêu cực nó cũng không hay ha. Thì cho nên là mình muốn làm cho mọi thứ nó nhẹ nhàng chút ha, ví dụ như là ảnh này đi, tí nữa có thể là mình sẽ làm cho nó hơi thừa sáng tí kiểu như thế ha, nó là tùy các bạn thôi. Rồi color grading ha, color grading ở cái phần color mixer thì đó là về cái chuyện là chúng ta thay đổi màu có sẵn rồi, thì bây giờ ta tới một cái bước nữa đó là color grading. Ở phần color grading này mình đảm bảo là sẽ có nhiều bạn thắc mắc. Mình muốn khảo sát thử coi có anh em nào chưa rõ về cái color grading này không. Ở những phiên bản cũ thì nó sẽ là cái gì rồi nhỉ, split toning ha. Ở phiên bản cũ split toning thì nó sẽ chỉ có hai mục, nó sẽ chỉ có hai mục thôi, đó là shadow và highlight và các bạn chọn màu. Còn ở cái phiên bản gọi là mới như thế này thì các bạn sẽ có thêm cái mid tone nữa ha. Về cơ bản cách hoạt động thì nó gần như là như nhau, thì nếu như các bạn chưa nắm rõ về cái này thì hãy comment số 1 để mình biết và mình có thể gọi là
sẵn mình giải thích thêm cho anh em ha, comment số 1 để mình biết là anh em chưa hiểu về cái color grading hoặc là split toning hồi xưa ha, để phiên bản cũ kiểu như thế. Ở đây thì mình đang sử dụng phiên bản mới, thành ra nếu như có những cái nó hơi khác với lại những cái phiên bản hồi xưa anh em dùng thì đó thì hãy nói cho mình biết ha. Sorry em mình rồi à, mình chưa thấy anh em nào comment hay là không biết là do mình chậm hay là như thế nào, hoặc là anh em đã hiểu hết rồi. Rồi anh em hiểu hết thì tốt hả. Rồi đúng rồi, hiệp đỗ đó là một cái công cụ để mà giúp các bạn, bạn Lan Ngọc Tùng cũng chưa hiểu lắm ấy, hả, 45 người à, 45 người đang xem mình cảm thấy cũng khá là hay, cũng tương đối nhiều rồi. Vậy thì mình quay lại cái nội dung nha, cái công cụ color grading hoặc là HSL hồi xưa, đó là một cái công cụ để cho các bạn có thể thêm màu vào ha. Nếu như công cụ curve ha, công cụ curve này và công cụ color mixer thì nó sẽ giúp các bạn điều chỉnh màu có sẵn ở trong hình, thì cái color grading nó sẽ giúp các bạn thêm màu ha, là cái hình không có sẵn các bạn thêm vào nha. Thì nhớ rõ giúp mình cái đó ha. Rồi, ở color grading này thì các bạn sẽ làm một cái bước, đó là ở phần shadow thì mình sẽ muốn hơi ám xanh tí ha, hơi ám xanh tí. Đây, đầu tiên các bạn có thể chọn màu bằng cách chúng ta sử dụng cái hình tròn phần phía ngoài này ha, là chúng ta chọn màu ha. Ví dụ ở đây mình muốn nó chuyển sang hơi màu blue một chút ha, hơi màu blue một chút. Còn cái thanh trượt ở phía trong này thì nó sẽ là chỉnh về cái saturation, là độ bão hòa ha, độ đậm nhạt đó ha. Ví dụ như là đây mình blue rồi ha, thì mình muốn cho nó hơi nhạt nhạt đi một tí, kiểu nó hơi hơi xanh một tí xíu thôi, không có nhiều quá đó. Thì mình sẽ để như này rồi. Phần highlight, phần mid tone đi, phần mid tone. Shadow là phần tối rồi nha, phần mid tone và phần highlight thì mình sẽ muốn nó hơi hơi ấm hơn ha, nó hơi ấm hơn, bởi vì á phần shadow thì mình đã ám lạnh rồi, thành ra là mid tone và highlight thì mình sẽ muốn nó ấm áp tí để nó bù lại, chứ đừng để cái ảnh của ta nó lạnh lẽo quá thì nó hơi, nó như mình nói rồi đó, cảm giác tiêu cực là cái cảm giác không nên ha. Rồi ở đây thì phần highlight thì mình sẽ chuyển nó sang màu hơi vàng một tí ha, và ít thôi, đừng nhiều quá, nhiều quá nó xấu ha. Đó, hơi hơi ám vàng một tí thôi, đừng nhiều quá nha, ít thôi ít thôi đó, tầm này tầm 13 thôi đó, tầm này đi ha. Rồi phần highlight này thì mình cũng sẽ chọn cái phần màu hơi cam cam, và tất nhiên rồi ít thôi, rất ít thôi nha. Ở cái phần color grading này á thì thực tế là mình đang làm cho cái ảnh của ta nó bị sai lệch màu đi. Như hồi nãy thì mình có làm ở cái bước color correction đó, là chúng ta làm cho ảnh của ta nó chuẩn ha, làm cho ảnh nhìn nó chuẩn nhất có thể. Còn ở đây mình bắt đầu tạo hiệu ứng rồi, là mình sử dụng color mixer và color grading để chúng ta tạo ra cái hiệu ứng gọi là hơi hơi vintage ha, và ta biến đổi cái màu ra đi rồi, không giống như là màu nguyên bản nữa. Rồi tiếp theo nữa là cái curve. Hồi nãy mình có thấy một cái câu hỏi của bạn Hoàng Gia Huy là thứ tự chỉnh các công cụ như thế nào cho dễ chỉnh màu. Về thứ tự thì thực ra mình cũng không có một cái workflow cụ thể ha, mình không workflow cụ thể, mà chủ yếu là mình xác định theo như hồi nãy mình có phân tích đó, là mình sẽ muốn phân tích coi là cái ảnh mà mình đang tính làm đó là mình muốn nó theo phong cách nào, thì mình sẽ phân tích được là về màu sắc mình cần điều chỉnh gì, hay cái màu sắc đặc trưng của cái thể loại đó là gì. Thứ hai đó là hiệu ứng mình muốn thêm vào là gì, thì lúc đó mình sẽ cứ theo theo những cái xác định trong đầu là mình cần một cái là mình thay đổi cái phần màu ánh sáng, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá cây làm sao ha, và tiếp theo nữa là mình có thể chỉnh những hiệu ứng tiếp theo ha, chứ mình không có workflow cụ thể về cái vấn đề chỉnh màu trong này. Rồi ok, quay lại ha, như nãy là mình đã làm cái color mixer rồi, color grading rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh curve, và ở curve này mình làm một cái công cụ rất đơn giản thôi, là mình tăng cái phần black này lên ha, phần black lên một tí thôi, đừng nhiều quá đó, và các bạn sẽ có một cái hiệu ứng nó hơi có thể white, mình cũng giảm xuống ở đây đó. Và đây thì nó sẽ làm một cái thao tác, đó là làm cho cái contrast của chúng ta nó bị thiếu hụt đi, nó thiếu hụt đi, và nó giống như là cái hiệu ứng hình ảnh mà chúng ta chụp bằng những cái máy thời xưa
ha. Máy thời xưa thì làm gì, như mày nói đó, máy thời xưa làm gì mà có A1 mà chụp. Máy thời xưa thì đó, nó sẽ hơi bị sai lệch về cái chuyện cân bằng sáng tối, thành ra nó sẽ hơi bị lệch, nó hơi sai lệch, nó có thể cháy, nó có thể thiếu, nó có thể thừa kiểu như thế. Thì đây mình đang làm cho nó thiếu đi ha, tí nữa mình làm cho nó thừa sau. Rồi rồi, ở đây sau khi các bạn xong rồi thì các bạn có thể lưu cái tùy chỉnh này lại của các bạn thành một cái preset ha. Ví dụ ở đây các bạn có thể click vào đây để chúng ta tạo ra một cái preset. Thì đây mình có thể tạo một cái new group này. Mình sẽ đặt tên ở đây là ở Sony Workshop kiểu như thế, Workshop Vintage. Rồi, xong. Ok. Ở đây thì mình sẽ chọn hết support rồi. Đó, mình đặt tên thôi. Ví dụ như là ở tông xanh. Đó, tông Vintage xanh, kiểu như vậy. Bấm ok. Thì chúng ta sẽ có thêm một cái ở đây ha. Còn nếu như mình biết hiện tại sẽ có nhiều anh em hỏi mình là làm sao để mà tạo ra được một cái profile ha. Profile ở đây nếu các bạn thắc mắc á, thì đây các bạn có thể quay trở lại cái tab tab này là tab setting gọi là cơ bản của mình ha, tab basic ha. Thì ở đây á, các bạn sẽ có những cái profile ở đây. Đây là những cái profile của mình đã tạo sẵn, ví dụ như là tông cổ điển này, tông tông hồng ấm, tông lạnh, tông trung bình, tông tự nhiên kiểu như thế ha. Thì làm sao tạo ra được cái profile này, và profile này nó là cái gì? Thì cái profile này các bạn cứ tưởng tượng đơn giản như này thôi. Nếu như preset á, là nó lưu lại những cái tùy chỉnh, những cái tùy chọn, và khi các bạn click vào preset, nó chỉ đơn thuần là đưa những cái thanh chừa tới cái vị trí đã được set sẵn. Thì cái profile này nó sẽ hơi khác tí ha. Nó sẽ làm cho cái bức ảnh của các bạn á, nó được gọi là sao nhỉ? Nó hiệu chỉnh lại cái phần màu sắc của bức ảnh của các bạn, thay thế luôn cái màu nguyên bản của cái bức ảnh của các bạn luôn á. Và lúc đó những cái thanh phía dưới này nó vẫn còn nguyên để các bạn có thể chỉnh ha. Ví dụ như ở đây mình đã lưu cái preset này thành Sony rồi ha. Thì ở đây mình có thể tạo một cái profile bằng cách ở trong Camera Raw các bạn sẽ giữ phím Alt ha, giữ phím Alternate ha, Alternate hay là Alternate kiểu như thế, Alt, phím Alt đó. Các bạn giữ phím Alternate ha, và các bạn sẽ click vào cái hình tạo preset mới ha, giữ phím Alt nha. Những cái phiên bản cũ thì cái nút này nó sẽ nằm ở phía dưới này ha, còn phiên bản mới nó nằm ở trên. Các bạn click vô rồi ở đây nó sẽ hiển thị hơi khác tí, hồi nãy nó là create preset thì bây giờ nó là create profile ha. Ở profile này cũng đơn giản như vậy thôi, mình có thể tạo ra một cái group mới ha, và mình sẽ đặt tên là Sony profile vintage kiểu như vậy ha. Ok rồi. Ở trong này các bạn sẽ thấy những cái mục mà được lưu với profile ha. Đó bao gồm là profile mặc định có sẵn này, nguyên cái tab basic này, parametric curve này, point curve này, black and white mix này, HSL color grading ha, và một vài cái dưới nữa. Thì đây là những cái nó sẽ lưu và tạo thành một cái profile ha. Và đây mình sẽ nhấn ok. Những cái ở dưới thì mình cứ để mặc định hết thôi, từ cái advanced setting trở xuống ha, mình để mặc định và nhấn ok. Rồi các bạn quay trở lại bên này và click vào cái icon ở đây, các bạn sẽ có một cái group mới. Đây chính là cái group ha, chính là cái group màu vintage ở đây. Lý do tại sao mình đưa vô nó lại thay đổi bởi vì nó đã có tùy chỉnh sẵn rồi, thì đây mình sẽ phải reset nó về open ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn chọn trở lại nó đâu rồi, Sony đây ha, click cái đó thì các bạn sẽ thấy là cái ảnh của chúng ta nó sẽ tự động nó biến đổi màu, và các bạn có thể quay trở lại đây. Temperature, white balance nó vẫn có thông số, đồng nghĩa với chuyện là ảnh của các bạn vẫn là ảnh raw, và tất cả những cái tùy chỉnh ở dưới này nó sẽ hoàn toàn không có bị mất đi cái data ha, data các bạn còn nguyên luôn. Thành ra là nếu như trong nhiều trường hợp theo mình, nếu có thể sử dụng profile, hãy lưu profile mà dùng, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nếu như các bạn sử dụng những cái tùy chỉnh mà nó không nằm ở trong trong này, ví dụ như là các bạn có thể sử dụng cái gì rồi nhỉ, calibration, nó lại không lưu ở trong color profile. Ví dụ như là optic này, geometric effect nó cũng không nằm ở trong color profile. Thành ra là những cái này á, nó sẽ không lưu ở, các bạn sẽ phải tạo cái preset thôi ha, chứ còn profile thì nó sẽ không lưu. Ví dụ như đây mình sử dụng cái preset nó cũng cho kết quả tương tự thôi ha. Rồi đây mình sẽ sử dụng đơn giản như này thôi, mình có thể tăng sáng nhẹ nhẹ một tí ha, shadow mình lên một tí, rồi mình có kết quả cuối cùng như này ha. Cái temperature ở đây thì các bạn có thể tăng giảm tùy ý, tuy nhiên ở đây thì mình sẽ có thể tăng nhẹ lên một chút cho nó ấm lại tí ha, 4000 4800 đi ha. Rồi nhấn open và chúng ta mở cái hình này ở trong Photoshop ha.
Ở đây Photoshop thì mình đang sử dụng phiên bản Photoshop 2022 là mới nhất luôn. Thì những cái gì mình làm ở trong phiên bản 2022 này, thì kể cả các bạn sử dụng phiên bản CS6 là những cái phiên bản mà ra mắt cách đây chừng 10 năm thì vẫn dùng được bình thường ha. Cho nên là anh em có sử dụng phiên bản cũ thì hãy cứ thoải mái ở lại và xem với mình, không vấn đề gì cả ha. Rồi, bức hình ở đây thì mình đã chỉnh màu rồi, và ở đây chúng ta sẽ chỉ chỉnh thêm một số cái effect thôi. Như hồi nãy thì mình cũng đã nói rồi đó, là chúng ta đã chỉnh về bối cảnh lúc đầu đó, cái hình bối cảnh, cái này thì mình không chỉnh bối cảnh được thì thôi chịu. Nhưng mà về phần màu sắc mình đã chỉnh rồi ha. Vì phần màu sắc các bạn thể thấy là chúng ta đã điều chỉnh cái màu của lá cây này, của màu đỏ này, của những cái chi tiết ha. Thì ở đây mình có thể làm thêm một chút ha. Các bạn có thể tạo ra một cái hiệu ứng, đó là cái hiệu ứng hơi bị gọi là sao nhỉ, hơi bị cháy sáng hồi xưa. Đó là khi mà các bạn khi các bạn chụp ảnh với ảnh phim thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái chuyện là khi các bạn đi tráng phim nữa ha. Khi bạn chụp hình, các bạn có thể cân bằng trắng, cân bằng sáng rất là ok. Tuy nhiên khi chúng ta rửa hình, có thể bên phòng lab người ta sử dụng những cái đèn nó không được chuẩn cho lắm, kiểu như thế, thì nó sẽ làm cho bức hình của ta bị phơi sáng hơn một chút nữa, đồng nghĩa với chuyện là nó sẽ không có sáng đều, mà nó sáng kiểu nó hơi bị hơi lệch đi ha. Thì đây các bạn có thể làm cái hiệu ứng đó bằng cách là chúng ta tạo một cái layer mới. Các bạn vào layer, chọn new và chọn là layer ha, chọn một layer trống. Rồi ở đây thì chúng ta sử dụng công cụ là gradient tool. Đây gradient tool này, về phần màu sắc ha, mình sẽ chọn là basic bình thường thôi. Ở phía dưới này các bạn click vào phần shadow màu này, phần màu ở phần shadow ha, và đây chúng ta sẽ chọn là màu hơi nâu, và nhớ giúp mình chọn ở khu vực phần giữa này ha, ở phần giữa này, chứ đừng có thấp quá hoặc đừng có cao quá ha, chọn ở giữa. Tí nữa mình giải thích lý do tại sao chọn ở giữa. Rồi ở đây, rồi tiếp theo phần white, white đúng rồi, phần highlight đó, thì mình sẽ cho nó hơi vàng một tí, và cũng như mình nói đó, chọn nó hơi giữa tí, nhưng mà đây thì mình sẽ đó đưa lên cao hơn. Rồi và ở đây tầm này là mình cảm thấy ok và nhấn ok. Rồi ở đây thì mình sẽ đơn giản là kéo từ dưới lên, các bạn muốn kéo kiểu nào cũng được, góc bên này cũng được, hoặc là thôi mình đưa góc bên này đi hả. Rồi ở đây thì các bạn sẽ chuyển nó sang một cái các bạn sẽ chọn cái nhóm ở dưới này ha, chọn nhóm overlay. Thì ở đây mình có thể sử dụng công cụ là Vivid Line đi, cho cái ảnh chúng ta nó nặng như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là cái phần sáng của chúng ta từ dưới này trở lên, nó sẽ làm cho ảnh của chúng ta bị cháy sáng khá là nhiều. Cho nên ở phần Opacity này các bạn sẽ làm giảm nó đi một tí, và chỉ để lại một chút cái hiệu ứng thôi. Có thể là chừng cỡ 22%, thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này ha. Đây là trước này, đây là sau này ha, trước sau ha. Thì lý do tại sao hồi nãy mình nói các bạn chọn ở cái vùng màu là chỉ ở khu vực gần giữa ha. Các bạn để ý giúp mình này, đây là cái kiến thức gọi là hơi ngoài lề một tí, nhưng mà mình nghĩ là các bạn sẽ cần biết ha, để mà hiểu được là chúng ta đang làm cái gì. Chứ chỉnh xong rồi mình nói các bạn chọn Vivid, chọn màu này xong rồi chỉnh Vivid thì ai cũng làm được. Sony không trả tiền cho mình để mình lên đây và mình nói những chuyện đơn giản như vậy cả. Mình muốn cho các bạn hiểu được là tại sao mình có những sự lựa chọn như vậy ha. Rồi ở đây phần màu của mình thì mình chọn ở cái vùng giữa. Lý do là bởi các bạn có thể thấy là cái màu nếu so từ ở phía dưới lên trên thì nó sẽ là tương ứng với cái chuyện là từ tối sang sáng ha. Tương tự về phần bên này, góc này cũng vậy thôi, từ tối sang sáng, từ tối sang sáng ha. Thì khi mình chọn ở khu vực giữa như thế này ha, khi mình chọn giữa này, ví dụ ở đây mình để chính xác là khoảng chừng cỡ 50 đó, chừng 50 đi, là ngay chính giữa luôn đó, mình nhấn ok. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái layer mới và mình sẽ bôi như này hả. Mình giải thích đơn giản cho các bạn lý do tại sao làm như này thôi. Rồi ở đây các bạn sẽ chuyển sang cái group overlay và các bạn sẽ thấy cái phần layer này hoàn toàn biến mất. Lý do tại sao? Cái tính năng overlay này á, cái tính năng blending mode overlay, nó sẽ làm một cái chuyện, đó là cái layer mà các bạn đang thao tác nó sẽ so sánh với lại layer phía dưới, cái nào nó có cái độ sáng cao hơn 50%, nó sẽ làm cho cái ảnh, cho cái phần những cái lớp ở phía dưới đó sáng hơn, còn những cái phần nào tối hơn 50% nó sẽ làm cho ảnh của bạn tối hơn ha. Ví dụ ở đây mình để lại bình thường này, mình sẽ chọn một cái màu nó sáng hơn một tí thôi, đó sáng hơn một tí thôi kiểu như này, đó bôi đây.
Rồi mình sẽ lại chọn một cái màu nó tối hơn một tí hả, tối hơn tí kiểu như này. Đó mình bôi đây. Rồi bây giờ mình để là overlay thì các bạn sẽ thấy đó, cái vùng mình tối hơn một tí nó sẽ bị tối đi, phần sáng hơn một tí nó sẽ sáng lên, cháy hơn ha. Còn cái phần ở phía giữa, phần màu xám hoàn toàn biến mất. Đó, đó là lý do tại sao mà mình nói các bạn chọn ở khu vực gần giữa giữa là như vậy. Chúng ta muốn, chúng ta áp cái màu vào trong bức hình của mình, áp cái màu vào bức hình của mình để cho nó hơi có một cái hiệu ứng nhẹ nhẹ thôi, hơi ám màu một chút thôi. Thành ra là mình chỉ muốn ám tới màu thôi, mình không muốn ảnh hưởng tới cái phần sáng tối ha. Cho nên là ở đây mình mới nói là mình chọn ở khu vực gần giữa giữa là vì vậy. Khi các bạn chọn ở trong cái nhóm overlay này, là những cái ở trong này đó, thì nó sẽ chung hoạt động giống như là overlay ha, chung với lại cái ở trên trên cùng. Tương tự với Lighten thì nó cũng là đặc trưng cho nguyên một cái group Lighten này. Rồi đắc cần tương tự như vậy. Ở đây là overlay ha, thì mình đang chọn là Vivid Light. Thì Vivid Light đơn giản đó là một cái hiệu ứng nó nặng hơn so với lại overlay một chút thôi. Đơn giản nó là như vậy, các bạn không cần phải hiểu quá nhiều hơn ha. Rồi, đó là do tại sao mình chọn cái sự lựa chọn của mình nó là như vậy ha. Ok. Không biết các bạn đã có hiểu không? Nếu các bạn chưa hiểu thì comment số 1, hoặc là các bạn còn những cái thắc mắc nào khác thì hãy comment cho mình biết nhé. Ok. Rồi, ở đây sau khi xong rồi mình tạo hiệu ứng này rồi ha, thì đây mình có thể làm theo một cái bước nữa, đó là chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng hơi cháy sáng một tí. Như hồi nãy mình nói rồi đó, ảnh thì ảnh hồi xưa, cái máy chụp hồi xưa thì có thể nó bị hơi bị phơi sáng nhiều hơn bình thường một chút. Thì ở đây thay vì chọn tạo ra cái sắc độ ánh sáng, các bạn có thể sử dụng cái brightness này cũng được ha, chọn kiểu nào cũng được tùy. Ở đây mình có thể sử dụng một cái công cụ khác hơn tí ha, chúng ta sử dụng công cụ exposure. Exposure ở đây á, thì nó sẽ giúp mình gọi là fix cái kiểu là phơi sáng, thành ra là mình có thể tăng exposure ở đây lên tí ha. Mình để chừng 0.2 thôi, 0.2 thôi, đó hơi cháy sáng hơn một chút. Và tầm này mình có thể giảm opacity đi tí để nhìn cho nó thuận mắt hơn. Cá nhân mình cũng không muốn nó cháy sáng nhiều quá. Rồi thì mình sẽ có kết quả cuối cùng như thế này ha, như thế này. Rồi ở đây các bạn cảm thấy nó ổn hay chưa? Nếu còn gì chưa ổn các bạn có thể xử lý thêm, ví dụ như là ở phần rác này, rồi phần da này các bạn có muốn làm mịn hay không ha, kiểu như thế. Phần da ở phía dưới chẳng hạn như vậy, các bạn có thể làm mịn hơn ha. Ok ha, thì ở đây mình sẽ làm đơn giản thôi, là mình sẽ kết thúc cái chuyện là chúng ta tạo cái màu sắc ở đây. Cái phần hiệu ứng thì bây giờ mình sẽ làm thêm một cái hiệu ứng, đó là hơi noise một tí ha. Hơi mất, gọi là mất mất chi tiết đi một chút ha. Mình sẽ gom tất cả vào, mình sẽ gom tất cả layer ha. Rồi ở đây thì mình sẽ làm một cái thao tác, đó là mình giảm chất lượng của hình này xuống. Hy vọng anh Trung Anh không có giận, nhưng mà bởi vì cái hình này cái độ phân giải nó quá là lớn đi, và cái chi tiết nó quay lên quá là nhiều đi, cho nên là bây giờ mình sẽ cần một làm cái thao tác là mình giảm bớt cái chi tiết đó xuống làm cho cái ảnh từ A1 này nó trở thành một cái ảnh chụp hồi xưa kiểu thế, nó cái thời mà nó còn ăn thời máy ảnh cuối bắp á ha. Rồi thì mình sẽ làm như sau, cái mẹo nhỏ của mình thôi, đó là mình sẽ giảm kích thước, giảm cái size ảnh xuống ha, xuống một cái cỡ nhỏ ở mức có thể chấp nhận được. Sau đó mình sẽ resize phóng lớn ngược trở lại ha. Rồi ở đây các bạn sẽ làm như sau, các bạn vào image, trở lại image size ha, image size phím tắt là internet control E ha. Rồi ở đây á thì các bạn nhớ ở phần resample á, cái cách lấy mẫu á, thì nhớ chọn là bilinear ha, để cho nó có một cái hiệu ứng, đó là chúng ta giữ nguyên cái kết cấu chứ không nhờ Photoshop nó tự tái tạo lại cái pixel ha. Nếu như các bạn vô tình các bạn để cái preserve detail hoặc là preserve detail 2.0 thì nó sẽ bị một cái vấn đề là khi các bạn giảm kích thước xuống á, Photoshop nó sẽ tác động vô ha, nó sẽ tác động vô ảnh để nó tự tái tạo lại, và lúc các bạn phóng lớn lên nó cũng tự tác động vô để nó tự tái tạo lại cái pixel, thành ra nó sẽ không được cái hiệu ứng như mình muốn ha. Mình muốn nó không có tương tác gì, mình muốn cái bức ảnh của mình nó bị vỡ ha. Cơ bản nó là như vậy. Nếu như các bạn chọn những cái này thì bức ảnh của chúng ta sẽ không bị vỡ ha. Còn ở đây mình đang muốn nó vỡ cho nên mình sẽ để là bilinear ha. Rồi resolution 72. Hình này thì sau khi làm xong mình có thể sẽ up lên Facebook chẳng như vậy. Nếu như các bạn có lựa chọn giống mình thì ảnh Facebook thì nó sẽ là 2048 cho cạnh dài,
Ví dụ như ở đây là cạnh width và height, nó cạnh cạnh dài hơn đang là cạnh cao ha, cạnh cao là cạnh dài hơn, thì nó sẽ là 2048, đó là chuẩn để up Facebook. Tuy nhiên ở đây mình không muốn cho nó chuẩn ha, như bạn ấy mình nói rồi đó, mình muốn giảm nó nhỏ hơn cái mức chuẩn ha, và sau đó mình mới phóng lên thành mức chuẩn. Cho nên là ở đây mình sẽ để nó thành là 1500. Các bạn có thể giảm hơn 1300 hoặc là 1527 kiểu như thế, mình không phải, nhưng mà như mình nói rồi đó, mình không phải là người chơi hệ thông số, thành ra là mình không bao giờ nhớ những cái gì mà mình viết cả, không nhớ những cái thông số mà mình kéo cả, thành ra là đó, cứ thoải mái đi anh em. Rồi ở đây mình sẽ để là 1500 và mình nhấn OK, và chúng ta sẽ có kết quả là đó, nó nhỏ hơn chắc phải gấp 8 lần nữa. Ảnh A1 thì nó là như vậy đây anh em, ảnh A1 nó vậy đó. Đó, chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng như này ha. Và bây giờ mình lại phóng lớn nó lên về chuẩn 2048. Đó, và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là chúng ta nó bị gọi là mất chi tiết kiểu như này. Và đây là cái mà mình muốn ha, đây là cái mà mình muốn, chính xác những gì mình muốn. Các bạn muốn giữ chi tiết cũng được, ví dụ như là tiếc tiền mua 100 triệu để mua được body con A1 Sony A1 bây giờ là bao nhiêu tiền nhỉ? Mình nhớ hình như là không dưới 70 triệu đúng không? Cũng loanh quanh tầm trăm kiểu thế. À đúng rồi, phải trăm mấy ạ, trăm mấy. Rồi, thì nếu như các bạn tiếc số tiền đấy để chúng ta ra được cái hình ảnh ngon lành như lúc đầu thì các bạn có thể không giảm cũng được. Như ở đây thì mình sẽ muốn giảm để cho nó có cái hiệu ứng nó ngon lành ha. Rồi, đúng ý đồ thôi, cơ bản là đúng ý đồ thôi. Hy sinh vì nghệ thuật mà ha, anh Trung Anh ha. Rồi, ok. Thì sau khi mà mình đã có cái kết quả là ta có cái ảnh tương đối mất chi tiết rồi, thì bây giờ mình sẽ add thêm noise vào ha. Mình sẽ nhấn Control Internet Shift E, Control Internet Shift E, hoặc là các bạn vào Layer, chọn New, đâu rồi nhỉ, Duplicate Control Internet Shift, mình không nhớ rõ, Merge đây này, rồi thêm cái Internet nữa. Đại khái là chúng ta sẽ nhấn Control Internet Shift E, E nha, thì nó sẽ gộp tất cả layer ở dưới và tạo ra một layer mới. Ở layer này các bạn có thể chuyển nó sang thành Smart Object đây, click chuột phải vào layer và chọn là Convert to Smart Object ha. Để chi? Để tí nữa mình vào filter ở đây mình có thể điều chỉnh được ha. Chúng ta sẽ vào menu filter, chọn noise và chọn là add noise ha, là thêm cái noise vào ha. Rồi, cái tùy chọn ở đây thì các bạn có thể để uniform hoặc Gaussian cũng được, chẳng sao, chọn một trong hai cái đều ổn. Nhưng mà nhớ tích vào cái monochromatic nha. Nếu như các bạn không tích vào monochromatic thì cái ảnh, cái noise của các bạn nó sẽ chuyển thành cái noise kiểu màu ánh sáng xanh đỏ, và nó hơi gọi là nó hơi gây ảnh hưởng tới cái ảnh của chúng ta hơi nhiều. Thế nên là mình chỉ muốn thêm cái hiệu ứng noise thôi ha. Và đây các bạn sẽ chọn mức độ noise. Ở đây thì thông thường mình sẽ để nó rất là ít thôi, chỉ để khoảng chừng 2% thôi, kiểu như vậy, 200 mấy đó kiểu thế. Như mình nói đó, không phải người chơi hệ thông số, thế nên là mình không có nhớ, mình chỉ nhớ rõ là add noise thì add ít thôi, đừng add nhiều quá nó uổng cái máy ra. Nói là hy sinh vì nghệ thuật thôi, nhưng mà tới lúc mình cần tiếc thì mình vẫn phải tiếc ha. Ok, thì setting như thế này nhé, Gaussian, chọn là monochromatic để cái noise của chúng ta nó trở về là ảnh trắng đen ha, cái noise trắng đen. Rồi, chọn ok, thì chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng như thế này ha. Mình không có add cái blur vào đây ha, mình sẽ chỉ đơn giản là để như thế này thôi. Các bạn có thể giảm opacity nhẹ đi một tí ha, nhẹ đi một tí. Rồi, đó là kết quả cuối cùng như thế này. Ở đây thì ở layer số 2 này, layer số 2 này nãy mình nhân lên rồi, thì đây mình có thể làm một cái bước, đó là làm cho cái blur. Mình sẽ tạo cái hiệu ứng blur một tí để cho cái ảnh của ta nó bị hơi nhòe đi ha. Vào filter, blur, chọn Gaussian blur ha. Rồi ở đây các bạn chuyển thành smart object cũng được, hoặc không cũng chẳng sao ha. Quên, cái blur nó sẽ phải nằm lên trên cái layer này ha. Filter, add noise, mình nhập. Mình sẽ gom chung hết này, xong rồi vào filter, blur, chọn Gaussian blur. Đó, các bạn có thể làm bước này trước hoặc sau khi add noise cũng được, tại vì mình sẽ giảm opacity, thành ra nó không ảnh hưởng quá nhiều. Rồi, chọn ok, và đây thì mình sẽ chuyển nó sang thành overlay hoặc là soft light và giảm nó xuống ha. Giảm xuống mình chỉ để chừng cỡ 20% đi ha, tầm này đó, thì nó sẽ có cái hiệu ứng gọi là hơi nhòe nhòe đi một tí, rất là ít thôi nhưng mà có ha. Đó, chúng ta có kết quả cuối cùng là như này.
Rồi, ở đây nếu như các bạn cảm thấy cái độ fade nó chưa đủ, độ fade là cái gì? Đó là cái phần tối nó bị thiếu sáng đi á, nó bị thiếu tối đi á. Đây, các bạn có thể vào level ha. Chọn adjustment và chọn là level. Ở đây thì phần black ở phần phía dưới này các bạn có thể tăng lên. Đó, để cho cái phần đen của chúng ta nó bị mất cái màu đen đi. Mất đi ha. Nhưng mà nói ra mất ít thôi, đừng mất nhiều quá. Đó, phần highlight mình cũng giảm bớt đi một tí, phần đen mình tăng lên và giảm bớt đi tí. Đó, ta sẽ có kết quả cuối cùng như thế này ha. Mình có thể tạo một cái group này thôi. Đây là trước sau, không hẳn là trước, tại vì hồi nãy mình đã chỉnh màu rồi ha. Tí nữa mình sẽ làm cái trước sau cho anh em coi. Rồi, ở đây thì cơ bản chúng ta đã có cái hiệu ứng này rồi. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn gọi là thêm một cái hiệu ứng hơi về xước chẳng hạn như vậy, thì các bạn có thể lên image Google ha, lên image Google các bạn search là vintage texture ha, vintage texture hoặc là retro texture cũng được. Đây ví dụ như là retro texture, nó sẽ có hiệu ứng tương tự như vậy ha. Và chúng ta sẽ làm cho kích thước, chọn kích thước lớn, cái filter đó, chúng ta chọn kích thước lớn. Ở đây các bạn sẽ tìm những cái vết xước. Đây ví dụ như là ảnh này đi, click chuột phải, copy và paste thẳng vào trong Photoshop luôn. Đó, paste vào đây thôi. Ctrl T để chúng ta có thể thay đổi được góc độ này cũng như là kích thước này ha. Ctrl T. Rồi, ở đây thì mình sẽ chuyển nó sang thành multiply ha, và giảm opacity đi một chút. Đó, kiểu như này, ít thôi đừng nhiều quá. Chúng ta cảm thấy là có một chút vết xước ở trong ảnh là được rồi. Horizontal, lật ngược lại. Đó. Trước sau, rất là ít nhưng mà có ha. Rồi các bạn có thể tạo thêm những cái phần vết ố hay là như thế nào đó để các bạn có thể ảnh của ta nó đẹp hơn ha. Ở đây trường hợp này, cái stop này thì nó đang là ảnh trắng, nền là trắng và chi tiết là đen, thì mình để nó là multiply. Còn nếu như ngược lại, có nghĩa là đây, ví dụ như là ngược lại Ctrl E này. Đó, Ctrl E ngắn đó, nó sẽ lật ngược cái màu đó lại, đảo ngược màu lại. Nếu như là nền đen và chi tiết là trắng thì các bạn sẽ chuyển là screen ha, chuyển là screen. Đấy ví dụ như là mình cảm thấy như này nó nhẹ nhàng hơn thì mình có thể để như này. Đó, mình giảm nhẹ đi một tí. Giảm opacity xuống còn chừng 25% đi ha. Đó, ta kết quả cuối cùng như này ha. Rồi, sau khi xong rồi ở đây các bạn có thể tạo thêm những cái khác nữa, các bạn có thể tìm những cái texture đó làm sao đó cho nó phù hợp. Kiểu như là đúng gu thì được ha, kiểu như vậy. Rồi, ở đây các bạn có thể làm thêm những cái gì đó các bạn muốn. Ví dụ như là ở thêm chữ đi. Thêm chữ đi ha. Ví dụ như là ở đây mình sẽ sử dụng cái phông là Icel Stomper Tromber ha. Mình sẽ ghi một cái chữ ở đây. Ví dụ như là Giáng sinh hoặc là Noel cũng được. Hoặc là chúc Giáng sinh, chúc các bạn Giáng sinh vui vẻ. Đó, kiểu như thế, tùy các bạn chọn cái nào thôi. Ở đây mình sẽ chọn cái chữ ngắn thôi, là chúc mừng Giáng sinh. Đó, đơn giản như vậy ha. Mình phông lớn lên một tí ha, Ctrl T lớn lên thôi. Đó, cái phông này nó cũng khá là vintage này. Thực ra là mình cảm thấy cái phông này gọi là kiểu phông phông hồi xưa, phông thời bao cấp đó. Đó, mình có thể tách ra một chút kiểu như này. Rồi, ở đây thì mình sẽ làm hiệu ứng cho nó ha. Click chuột phải và chọn là Blending Option, hoặc là click đôi ở cái vùng trống của layer này, click đôi. Đó, ở đây thì mình để ý tới cái chữ thôi nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ chọn cái màu cho nó ha, chọn màu là color overlay. Ở color overlay này thì mình sẽ chọn một cái màu, và theo cái gọi là cái kinh nghiệm của mình á, thì nếu như các bạn chọn màu thì nên chọn những cái màu chữ á, chọn những cái gam màu đã có sẵn ở trong hình, thì nó sẽ cho các bạn cái gọi là cái bố cục về màu sắc á, nó ok nhất. Còn nếu như ví dụ như là ở trong hình này đang là màu be này, màu beige á, màu đỏ này, màu xanh lá cây này, rồi màu trắng ngà này, mà tự nhiên ở đây mình lại chọn một cái phông là phông màu xanh da trời á, nhìn nó rất là vô duyên. về cơ bản nó sẽ rất là vô duyên. Thành ra ở đây á thì chúng ta nên đưa cái ống chích màu ra ngoài á, và mình chọn cái màu ở phía ngoài ha, là sau đó các bạn cảm thấy nó ok ha. Ví dụ như là mình chọn cái màu xanh lá cây này, mình thấy nó cũng khá là ngầu á, kiểu như này, chọn ok ha. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ chọn vào stroke ha. Stroke này thì mình cũng tương tự như vậy thôi, mình lấy cái viền màu có sẵn, ví dụ như là ở cái màu viền là màu áo này đi, để cho nó tách bạch cái chữ ra ha, kiểu như thế. Màu đâu nhỉ, nên chọn cái màu nào nhỉ, đó ví dụ màu này đi ha, màu này nhìn khá là cổ điển này, mình chọn ok ha. Rồi, ở
đây là mình cảm thấy như này là khá ổn này này. Rồi và mình chọn OK. Rồi tiếp theo nữa mình có thể làm cái hiệu ứng gọi là hơi hơi xước xước vào cho cái chữ này thôi. Thì ở đây cũng tương tự như vậy, thì mình sẽ chọn lên một cái xước đi, tìm cái hiệu ứng nào đó cho nó cho cái chữ của mình cho nó hơi xước xước tí, nhưng mà ít thôi, đừng nhiều quá. Cái này nó hơi mờ nhỉ, hay nó chưa lót hết đây. Mình chọn cái khác đi. Mà tùy theo các bạn gu, các bạn thích cái kiểu nào thôi thì các bạn có thể tìm ha. Ví dụ như là cái kiểu phong hồi xưa nữa này, cái kiểu gạch ngói hồi xưa này nhìn khá là hay. Rồi ở đây ví dụ như là mình sẽ back trở lại đó là vintage texture. Rồi ở đây thì mình có thể lấy cái này luôn nha, click chuột phải chọn copy. Đó, mình quay trở lại Photoshop ha. Và ở ngay phía trên cái chữ mình sẽ paste nó vào. Rồi, ở đây mình sẽ Ctrl T và sau đó mình phóng lớn nó ra để cho nó vừa với lại cái chữ của mình ha, vừa với cái chữ. Rồi, OK. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ giữ phím Ctrl ha. Mình sẽ tạo Clear Mask, bởi vì nếu như ở đây các bạn chọn là Create Clipping Mask thì nó sẽ hoàn toàn biến mất, bởi vì nó đã bị che bởi cái effect của mình rồi. Cho nên là chúng ta sẽ không sử dụng được cái clipping mask cho những cái layer bị che kiểu sử dụng effect như thế này. Chúng ta sẽ phải tạo cái layer mask cho cái layer này ha. Texture, mình đặt tên là texture cho chữ đi ha. Rồi, mình sẽ giữ phím Ctrl và mình click vào cái thumbnail chữ T của chữ này để mình lấy vùng chọn. Đây các bạn thể thấy là vùng chọn đã được lấy này. Sau đó các bạn sẽ quay trở lại cái texture chữ ha. Các bạn sẽ click vào cái layer mask, add layer mask ngay phía dưới này, click cái đó, ta sẽ có kết quả cuối cùng như thế này ha. Và đây các bạn sẽ chuyển nó thành multiply, đó multiply này, và có thể thay đổi kích thước cũng như là vị trí như thế nào đó các bạn cảm thấy OK. OK, phải tắt cái link này đi đã. Rồi ở đây thì mình mới làm cho cái texture này nó ở lại cái vị trí mà mình cần. Đó, kiểu như thế này. Đó, rồi, các bạn có thể giảm opacity đi. Đó, và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng. Cái chữ của chúng ta nó có một chút hiệu ứng Giáng sinh. Một chút hiệu ứng gọi là vintage, retro, kiểu như vậy. Đó, và đây là kết quả cuối cùng mà chúng ta có thể đạt được sau cái buổi này. Ở đây thì mình sẽ mở cái hình này với lại mình sẽ lưu bức hình này. Stop Noel, mình sẽ lưu nó là PSD đi ha. Rồi. Đó, tắt đi này. Quên, mình sẽ mở cái hình này ở trong Photoshop luôn để các bạn có thể so sánh trước sau ha. Đây mình sẽ reset về default, chọn OK. Đó, và đây là trước này, đây là sau, trước sau, trước sau ha. Tùy theo gu của các bạn cảm thấy là ảnh này có thể lạnh hơn một tí để cho nó đẹp hơn. Nếu như các bạn cảm thấy nó nóng quá thì các bạn có thể vào gom hết này, chọn Ctrl Alt Shift E gom hết lại. Sau các bạn vào filter chọn là camera raw. Ở đây thì các bạn có thể tăng cái nhiệt độ lên, temperature này, nhầm, giảm nhiệt độ xuống chứ. Giảm nhiệt độ xuống, đó, giảm ít thôi bởi vì nó đang là JPEG ha. Và chúng ta OK. Đó, chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng nó xịn xò hơn. Trước và sau, trước và sau. Khá là ổn đúng không? Đó, thì đó là toàn bộ về cái hướng dẫn của mình về cái việc là chúng ta tạo ra một bức ảnh có một cái hiệu ứng về màu vintage cổ điển. Phân tích thì ra thì nó dài như vậy thôi, nhưng mà thực ra nếu như các bạn tự làm á, hoặc là chỉ tập trung làm không á, thì với bức hình này theo mình nghĩ thì nó sẽ chỉ tốn chắc chừng chưa tới 10 phút đâu để mà làm được bức hình này. Mình phân tích ra thì nó tương đối dài thôi, nhưng mà hy vọng là trong cái quá trình mình phân tích như vậy, mình đã giúp cho các bạn hiểu được về những cái công cụ mình đang dùng, lý do tại sao chúng ta làm như vậy. Cái quan trọng nhất là như vậy đấy anh em, bởi vì học mà ha. Rồi, đó là toàn bộ về video. Nếu như các bạn có thắc mắc nào, hãy comment phía dưới để mình giải đáp ha, mình sẵn mình giải đáp. Ví dụ như là các bạn cảm thấy có bước nào đó các bạn còn thắc mắc hay không, hay là các bạn muốn làm gì thêm hay không, thì hãy comment cho mình biết ha. Mình phải hỏi cái đợt này á, không biết là có bao nhiêu anh em đã đi chụp hình chưa nhỉ? Đi chụp hình Noel chưa? Bởi vì cái mùa này cũng đang là mùa hơi hơi dịch một chút, nó vẫn còn. Và đặc biệt anh em ở Hà Nội thì chắc tầm này là không đi đâu được rồi. Cho nên là chắc chỉ còn ở nhà chỉnh hình thôi ha. Cho nên là thì mình hy vọng là cái buổi này á sẽ giúp được cho anh em ha. Mình nghĩ là chắc cũng không có anh em nào hỏi nữa. Để như vậy chúng ta đã chính thức kết thúc đúng chính xác là 1 tiếng đồng hồ ha. Thì
À, hơi lơ mơ chữ bước tạo noise hả? Rồi, ok. Tạo noise thì ở đây mình có rất là nhiều cách để các bạn tạo. Cái cách hồi nãy mình dùng á, cái cách hồi nãy mà mình tạo noise ở cái bước là mình sử dụng cái noise và mình ép thẳng vào đây, ha, ép thẳng vào cái layer. Rồi, bước mà làm mất bớt chi tiết đó ha. Rồi ok, các bạn hình dung đơn giản như này nè. Cái hình của mình á, khi nó ở size rất là lớn á, thì pixel nó có đầy đủ ở trong đó. Khi mình giảm chi tiết, giảm cái kích thước xuống hay giảm cái resolution xuống á, thì công việc của Photoshop nó sẽ là bỏ bớt những cái pixel ra, bỏ bớt pixel ra. Mà bỏ pixel ra có nghĩa là bỏ gì? Là bỏ chi tiết á. Là bỏ xuống còn một từ 3.000 mấy, hồi nãy là hình như là 8K luôn, phải 8.000 mấy luôn, mà mình giảm về còn có 1.500, là mình bỏ đi hết đâu chừng cỡ 60-70% chi tiết ở trong bức hình này rồi. Tất nhiên là bỏ đi nhiều như vậy, nhưng mà khi mà mình gom, khi mà Photoshop nó gộp lại để nó thành một cái bức ảnh có 1.500 pixel ở chiều dài á, chiều dọc á, thì nó vẫn ra được cái hình, mình vẫn nhìn được ha, và mình nhìn được bình thường, bởi vì vốn dĩ 1.500 nhân cho 1.000 thì nó vẫn là một bức hình rất là lớn ha. À, và sau đó mình lại nhân nó lên nữa, thì lúc đó cái pixel của mình á, nó sẽ lớn ra ha, cái pixel nó nhân đôi lên, ví dụ như là bình thường là 1.000 nhân 1.500 là một pixel ở trong một cái diện tích nào đó, thì cùng với một diện tích đó, bây giờ khi mình nhân lên 2048 hoặc là cao hơn thì nó sẽ nhân cái pixel đó lên, thành ra là cái bức hình của ta nhìn nó lớn và nó bị mất đi chi tiết là bởi vì vậy ha. Còn cái bước add noise thì bước hồi nãy mình hướng dẫn các bạn là sử dụng cái hình trực tiếp cái hình này luôn. Thực ra nếu như các bạn muốn làm một cách gọi là bài bản hơn kiểu như vậy thì các bạn có thể làm một cái thao tác như sau. Các bạn sẽ tạo một layer mới, chúng ta vào layer này, chọn new, chọn layer ha. Đó, rồi ở bước này các bạn sẽ mình sẽ tắt những cái phần che ở phía trên này đi ha. Rồi ở bước này các bạn sẽ vào menu Edit và chọn là Fill. Ở bước Fill này các bạn sẽ chọn là 15% gray, 50% màu xám ha. Chúng ta chọn ok. Và sau đó các bạn mới add cái noise vào đây. Các bạn cũng làm tương tự thôi, click chuột phải và chọn Convert to Smart Object để biến cái hình, cái layer thường của mình trở thành layer Smart Object. Các bạn vào Filter, chọn là Noise và chọn là Add Noise. Đó, cũng tương tự thông số như vậy, mình có thể giảm xuống một chút. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ chuyển thành overlay. Và lý do tại sao chọn overlay thì hồi nãy mình đã có nói các bạn rồi ha. Ở đây các bạn có thể chọn là soft light hoặc là ở những cái mặt nặng hơn tí, hard light chẳng hạn như vậy, thì nó cũng ra cái hiệu ứng noise. Không giống hồi nãy nhỉ, overlay. Đó, thì nó cũng có hiệu ứng noise. Đây là trước này, sau, trước, sau, đó thì nó cũng có hiệu ứng noise ha. Thành ra là có rất là nhiều cách ha, cách nào cũng được. Như hồi nãy mình làm cách kia thì nó sẽ làm một cái, đó là nó sẽ hiện ra cái dấu tích màu 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 hiện ra cái vết tích á. Cái vết tích là chúng ta add noise bằng cái hình gốc luôn. À, đây đâu rồi, back lại đi. Đây. Cái noise mà mình add trực tiếp đây, các bạn sẽ thấy đó là cái chúng ta thấy rõ cái phần màu trắng đen hơn ha. Cho nên mình thích cái dạng noise kiểu như này, nhìn nó vintage hơn. Còn khi mà mình chủ động tạo noise bằng cái hình thức là mình cái chọn chọn cái xám á, thì được một cái lợi á, là cái chúng ta sẽ linh hoạt hơn trong cái chuyện như chúng ta đưa lên hoặc là đưa xuống ở layer trên, layer dưới, nó không ảnh hưởng gì cả. Còn ở đây thì mình bắt buộc mình phải đưa nó lên trên cùng, và những cái layer về sau mình bắt buộc phải nằm ở lên trên cái layer đó thì nó mới có hiệu ứng, còn không thì nó mất. Đó, thì đó là lý do tại sao. Ok ha, thì nếu như không còn anh em nào có thắc mắc nữa thì mình xin phép dừng cái buổi livestream ngày hôm nay. Mình hy vọng là trong buổi livestream này đã có những cái gọi là cái kiến thức tương đối nhiều cho anh em về cách chúng ta blend màu ở trong Camera Raw, cách chúng ta xác định được cái mục tiêu, cái quan trọng nhất đó là xác định được cái mục tiêu, lý do tại sao chọn cái style này, cái phong cách này cho ảnh của các bạn, lý do tại sao các bạn muốn người xem của các bạn cảm thấy gì, các bạn muốn người xem cảm thấy gì. À, khi các bạn tạo cái hiệu ứng vintage kiểu như thế này ha, và từng bước chúng ta phân tích ra và chúng ta thao tác ở trên Camera Raw để ra được cái kết quả cuối cùng mà chúng ta đã đạt ra từ trước ha.
Rồi, đó là toàn bộ cái buổi livestream. Thì hy vọng là mình đã có những cái đóng góp cho các bạn ha. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Nếu như anh em nào chưa biết, mình có một kênh YouTube ở trên YouTube tên là Hoàng Phúc Photo luôn, và có đâu chừng có hơn 200 cái video hướng dẫn miễn phí về Photoshop, các bạn có thể lên đó coi nhé. Bye bye anh em. Bye bye.